Một bản tin về kinh tế từ Reuters đã phân tích về việc hãng điện thoại Samsung là công ty hưởng lợi khi Apple và nhiều hãng điện thoại khác tại Trung Quốc đang khốn khổ vì virus corona. Cụ thể, người viết cho rằng Samsung đã nhận được thành quả khi chọn Việt Nam là nơi sản xuất nhiều mẫu điện thoại của mình trong hơn 10 năm qua. Một thống kê được đưa ra, có tới phân nửa số điện thoại Samsung trên thị trường được sản xuất từ Việt Nam. Thêm một ví dụ cho việc này nữa, đó là trong khi Samsung không bị ảnh hưởng gì trước virus corona, thì Apple vừa tuyên bố họ sẽ không thể đạt được doanh thu như dự kiến trong quý 1 năm 2020. Trung Quốc cũng là nơi sản xuất số lượng lớn iPhone của Apple. Tuy nhiên, một nguồn tin từ một nhân vật giấu tên của Samsung cho Reuters hay, Samsung cũng không mong tình trạng này kéo dài hoặc tệ hơn vì họ cũng đặt gia công nhiều linh kiện điện thoại với những công ty ở tại Trung Quốc. Đó là những ý chính trong một bài viết chuyên về kinh tế của hãng thông tấn Reuters. Trong thời gian qua, như chúng ta cũng đã từng thấy, đó là nhiều nhà phân tích đã nhận định rằng Việt Nam là đất nước hưởng lợi nhiều nhất khi có cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Và giờ đây, qua bài phân tích này, vô hình chung, Việt Nam lại được nhắc tới như là một nơi an toàn cho các đại công ty.